Hello cả nhà. Bữa nay là đáng ra thì cũng tính chiều mới nhậu cả nhà. Tại vì chiều mình có đi đám á. Mà nghe tin thằng Kiên nó về, đang ở nhà anh Tú mà nhắn tin cho mình nữa, rủ mình qua chơi. Rồi ok, lâu lâu anh em mới về một lần thì giờ cũng ra chợ mua một cục thịt bò chạy qua luôn. Không biết cục thịt bò hay thịt trâu nữa cả nhà ơi. Mình đã mua thì cái cầm đại nguyên cục đó đỏ đỏ, nhưng không biết bò hay trâu, hồi nấu lên mới biết được. Bây giờ thì đang trên đoạn đường chạy qua nhà anh Tú thì thằng Kiên thì nó đang xuống dưới trước rồi. Không biết hai người ở dưới nãy giờ có lấy ai gì chưa, hay là đợi mình xuống nữa không biết nữa. Tôi đi trước mà chờ mới biết cái đó gần đại là bắp chuối. Mua cục thịt trâu thịt bò kìa anh Tú, làm gì giờ? Cái đó mua luộc xả. Luộc xả hả? Ừ. Luộc xả chấm con mẹ. Thì bức xả đi. Ôi chào cả nhà. Kiên mới về. Kiên Bình Dương về dư được nhiêu Kiên? 20-30 triệu gì không? Dư đi. Cây xả. Về quê được là may rồi hả? Ờ. Đi thất nghiệp mà. Trên Bình Dương á hả? Ờ. Làm gì mà thất nghiệp? Công ty tiện khó. Ồ. Cái vườn dẹp không Tú? Ờ. Tại mưa nó tạt quá trời à. Với hơn nữa anh thấy mấy giờ mày cũng ít ngồi đó nữa, nó chỗ đó nó làm như tối quá, mấy mày ít ngồi vậy đó. Nhưng thấp nó ngồi nó mới dẹp vô. Mưa tạt hả? Ờ, mưa tạt gió lùa. Thấp ngồi không thẳng lưng. Vậy bước xả đi. Bước xả đây kia nó nhúc nữa. Bước xả ngoài đó kìa. Ủa mà chế mới đi hái gạo mới vậy đó hả? Hái gạo ở đâu mà bầu cây gạn gì đó, thấy trời nắng này rồi. Đi đào. Không cưới ai đi cũng ra. Tại vì chiều nó đi mình đi đám cưới á cả nhà. Cái chai rượu lẹ. Đám cưới của thằng Trường. Đám là sao Kiên? À. Sao nãy nói sao? Ý là hồi xưa nó đi đám cưới của chút á. Có là một người đi có 15 ngàn à, 20 ngàn à. Là cái cuốn sổ còn ghi tới giờ luôn á hả? Còn luôn. Điện thoại ai điện kìa. Vậy bồ nhí điện. Ủa rồi lên cảnh có ghế có gặp gì không? Có cô nào không? Có rồi, hai mối luôn. Có đâu. Sao bà nói hai mối? Ủa hơi tóc của nó hay hơi tóc của nào vậy? Hơi hai bữa rồi, đẹp trai không? Em không? Thấy gọn gàng, sạch sẽ. Được quá trời, hôm đó có cái đầu chưa hết nổi rồi. Nó ngứa ngáy, gì vậy gì nổi. Với lại mình đi ra ngoài đường xá nhiều á, rồi cái gió bụi rồi á. Dính bụi rồi kia ngứa lắm, chịu không nổi đâu. Được gọi hai bình trà bông qua đầu đó. Em cũng vậy đó cả nhà, mình cũng thích để tóc dài đó, giống như là ngày xưa vậy đó. Con đi nhậu rồi. Trời. Để bả điện thoại. Con gì? Trời, chín không trời. Trời ơi, mình luộc sơ sơ thôi, bả cái thịt này nó tươi gối nè. Thịt trâu thịt bò trong Tú tôi không biết nữa. Bò tái ăn được nghe ông nội ơi. Trâu cũng vậy vậy. Trâu tái ăn được không? Được. Cái này là anh Tú ổng luộc xả với bỏ miếng cơm mẻ vô cả nhà. Còn niêm nữa cả nhà ơi. Thôi khỏi niêm gì đâu. Thôi mày niêm vô cho khỏi niêm. Mình chấm cơm mẻ được rồi. Mày phải niêm. Ấy là niêm miếng vô đường ngọt dặn muối dặn vô nhẹ lại sơ thôi. Ờ ai biết rồi. Nó ngon. Ừ. Dặn muối đường lại cho thịt nó dịu. Ủa? Thằng Hào Hảo gì đâu mất tiêu hết trơn rồi chứ. Hảo thì đi qua chỗ. Lỗi nữa rồi chú biết thằng Hào tôi. Mới lại hả chủ nhớ? Rồi. Chủ nhớ quay phim cho con chủ nhớ. Rồi. Bữa ai hớt tóc cho con đẹp quá vậy? Thằng bằng hớt ra, thằng chú bằng đẳng hớt ra. Ờ vậy đó hả? Chú bằng đẳng hớt cái mẹ. Ồ cái này mặc đồ đẹp trai quá ta. Ồ đôi đôi dép này nó hơi lỏ xíu nha. vàng đen của tôi đó. Đôi dép của mẹ con đó chú nhớ. Vậy đó. Đôi dép của mẹ. Dép của mẹ con dép đó. Anh mất rồi, anh mới mượn đôi dép con Hồng An nè. Dép của con nhỏ rồi giờ trả lấy. Dép của mẹ con đó chú nhớ. Ờ. Mang dép này im rồi ha. Nhớ mới lại hả? Ờ đúng rồi. Vậy trong sau cái gì chú nhớ? Cái thịt trâu. Thịt trâu đó chú nhớ. Ờ. Giờ mang dép tôi đó không biết ai cười chắc ta cũng cười đâu mà biết. Ai cười đâu ha. Ai cười đâu hả? Đẹp má. Ừ, tôi viết vàng đen có hình con quạt quạt. Cái ẩu đó, ẩu đồ máu hả chú nhớ? Đúng rồi. Cái ẩu đồ máu hả chú nhớ? Ừ. Chú nhớ, tú thử. Bữa nay con có ăn bưởi chua không? Bưởi gì chú nhớ? Bưởi chua. Bưởi chua hả chú nhớ? À. Nói không. Không có hả chú nhớ? Ờ. Nói với mẹ con mậu lúi. Mậu lúi muối cục rồi. Mẹ mậu lúi.
mậu lúi là không có tiền á cha. Có tiền đó, không có tiền đây mậu lúi ai biết gì đâu. Chào mọi người, cũng lâu rồi mới về. Ủa bữa nay dư được chiếc lắc nữa trời. Rồi cắt rồi Kiên. Đổ đâu chạy? Kìa túi đem ra kìa. Ủa nãy anh gấp thịt hả? Ừ, còn máu không mày? Máu cái gì mà máu không biết có. Ai cái đó cái nước cái sao đó bà nó mềm. Nước này nó đặc mà. Ừ. Không nói thật á, nước này mà chan cơm ăn gì anh hứng hút cái tới luôn á. Nè sắc cho ổng ăn nè. Sắc cái gì? Sắc cái lớp ngoài á. Thôi mình sắc cho mình có đi rồi người ta cắt đại đi ăn 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 được cái chưa nè. Cắt phần nữa cái đi. Ừ. Trời ơi nó chín tới luôn rồi. Cho mọi người thấy. Ai da. À. Nhậu. Sao? Mời ở nhà nhậu nha. À, mút chứ mẹ mẻ ra kia không? Bỏ đường vô không? Thôi lỡ rồi kệ đi. Để lọc cho. Ừ cũng được á. Đứng được. Mặn quá. Mặn hả? À? Này à, cũng như kêu bằng à, nửa chín nửa sống mọi người ơi. Châu tái chấm của mẹ. Mời ở nhà nha. Nó không? Có gì đâu bình thường phải không? Phải cái giờ có tành có hồi gì không? Không. Đó. Ngọt sớt mềm sẩm cái gì? Không được nè. Được không? Nó được, có bình thường. Lần đầu tiên mới ăn luôn mà. Nó dạng chín luôn mà. Chín nó cứ ngắt. Giờ nhắc. Đó, ấy xong rồi sắt ra rồi mới luộc của mẹ. Ý là hầm xả đó. Ờ. Giờ mới ăn đầu tiên. Vậy nó mềm phải không? Nó ngọt hơn. Ngọt luôn. Mình ăn chén con mẻ riêng cả nhà, tại vì anh Tú ổng không có ăn đường, mình phải nêm vô miếng đường mới được. Anh Dung bỏ vô đi. Rồi rồi. À, cái này cái nồi của ông Tú nè. Ông Tú ổng không dám ăn đồ đỏ này. Đó, à, sợ. Thật ra thì mình cũng tốt nhất là đừng ăn đồ sống đồ tái nhiều quá. Tôi lâu ăn lần được rồi. Tại ăn sống đồ tái nhiều quá nó bị sáng dữ lắm. Không chứ bằng có dạng rồi sống mới tốt. Còn không dạ sống thì ăn lại. Ăn chỉ có ăn hàu thôi. Cũng lâu quá không ăn hàu ta. Hàu thấy người ta bán rẻ quá trời. Con có 5-7 ngàn à trời. Ở đâu? Ở đâu bên Sóc Trăng á. Hàu như bán con 5-7 ngàn. Ờ con có 5-7 ngàn à. Có. Thiệt trời ơi thấy đang lên mạng bán kìa. Cái đó chừng dài. Tiền theo lỗi người ơi. Ba cái lỗi đó cái chừng nó không có thịt thà. Nó không nhắc nhôm á. Nhiều lỗi. Tiền nào của nấy mà. Ờ chắc như vậy. Rồi vô cái chào cả nhà cái. Vô. Chào cả nhà, chào bà con bác. Ờ chế ăn không? Với ngạo. Ờ nó mới ăn cơm nãy. Chế mày chắc kiểu này chắc không ăn đâu để anh trụng trụng luôn sao. Đổ quá thôi dám ăn hả? Ừ. Nè cục này chín nè ông Tú. Ừ, cục này thì im nè. Tôi ăn đổ đổ đi nè. Không ngon rồi ông Tú không biết ổng 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 thôi dám ăn thôi thật ra là ổng chưa từng ăn ăn nhưng mà ngon ông ơi hả bỏ qua tao ứng quá ông ăn bò tái rồi tao không phải gì bò sống nhân luôn á ừ nhưng mà dám ăn cái này cũng ngon nó ngon ông ăn bê xua chưa ông Tú chưa cha vợ với cha cha ruột chiên giáo của gò ông con rể mẹ ơi con rể với cha em mà cha vợ cha vợ rồi với cha ruột nó luôn ừ hai người cùng hút thuốc gò rồi cha ruột của con đó hả ừ hút này đó không mày ơi chứ cái không tại cái gối này 20 điếu mà hút lát hết nhiều khi làm biến hút thôi làm biến vắng á chứ thật sự là nó ngon. Vô. Dạ. Mời cả nhà bà con luôn.
ra má mình để cái lò mà ăn nhúng vô cho nó nóng ăn cái gì thấy nó nguội quá ta. Thôi mày tao thấy trắng quá mà bây giờ đi quên mà nó đỏ quá mà tôi không mới ngại đỏ mà tôi chỉ là thấy nguội thôi. Mới đây ngủ gì cái chát đây mà ai biết rồi ấy thì anh xe cái lò lại mình chùm chùm nhúng này. Ừ mới bỏ chứ tôi đâu có ngại ba cái đỏ đỏ này đâu, nhưng mà tôi không thích ăn cái kiểu mà ăn nguội. Tôi đâu có ngại đỏ đỏ này đâu mà. Trời ăn vải gì chấm mù tạt á. Mù tạt thì nấu gì vô vô nó ấy nó tôi ăn nhiều cái ăn sống lắm mà cái ăn gì nhiều lúc ăn sống tẩy cái tâm, nó tẩy cái tâm ngon ngon nướng nó ngon nhưng mà nguy hiểm sau này mình sáng mày nhúng không mày nhúng không nhớ à, cởi cái chén cứ rồi mày ăn luôn trời nãy giờ đó thế là chén ok khỏi ăn được ăn cầm đũa ăn cục nào ăn đó rồi khỏi nhưng chén. Mà nhưng mà cuối cùng có nó ăn cái tô cái chén đó mà chính đầu bữa nay râu tóc vậy mà đi nếu mà không hết là người ta không có chụp hình cho đâu cái người ta bạc phải hất tóc nhúng không nè nhúng mình bỏ cục này vô nè cho tôi ăn từng miếng à cho nó nóng 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 nhúng này cho nóng nóng ăn nè ngon đang ăn được không nổi rồi ăn được ăn được rồi ngồi nói nè rồi tiếp nè cái hình con ba ba không ba ba chấm vô cái kho làm gì không có đồ có ba ba đó hả ba ba ở đâu vậy con mới lớn à ở đâu vậy làm sao làm tôi hả ông nói mình chưa rồi rồi ông đặt ở đâu dính đặt trong đám con nhút rồi ủa cái con đó có ba ba nữa hả ở đâu có bò á thu đó có bò cài vô vô tự chắc dùm gần đây quá chắc có ai nuôi rớt ra chạy bò ra hay gì mà nhưng con được nó con chua con mẻ mình thì không ăn dội mà ổng cứ dạch ra ăn đi bà ngon chứ bộ ngon nhưng mà em dội đó giờ má mà ăn kỹ lắm để nói mày nghe tao trụng nước sôi nè rồi cho nó chốc ra cho nó bắt đầu cái tao mới cậy ra rồi bắt đầu cái mới xí mở tội lại nấu chua với bà túi á không nấu với ba cái lục bình nói chung lục bình trôi kia nó mới đầu nó ăn được cái da hồi bắt đầu cái xong mà nó ngại ngại như đưa cho nó cái khúc đầu hồi nghỉ trời ăn mấy cái sùm sụm của nó mang mấy cái chân của nó là với cái chân mai của nó mềm mềm á bốn cái chân á ngon lắm với cái chân mai của nó hả dính được cưng nó mềm nhúng ra đây được rồi đó gần lấy cái chén cho mày nhớ rồi gì sao mày mày ấy được rồi ông bỏ cái nồi xuống đây đi ông Tú để cho còn nước nó còn sôi đó nhúng vô cái nhúng vô cái được rồi khói vô mắt mình hả ừ chống đó nhóc cái chân lại gối nó vô á bỏ gần tôi đâu ăn rồi. Cái con đó ăn con gì đó xin chỗ mà ờ tính ông kêu ăn con ba ba không có ăn được chế ra đang chơi chế để đây, làm đây, công chuyện cái vô bọc nước đá cái mua cái một chục tóc mũ đó bể hết rồi mua không mua cái đầu đựng đá bằng nhôm á ờ mua không có mà ăn nhỏ chát dạ. Nó hết rồi cái à, cảm ơn không lại. Ủa không nhắc cái nồi xuống lại kêu kêu ghế bắt cái ghế nồi bắt lắc nhắc cái nồi xuống đây nè nhúng luôn tại nước còn sôi á chứ để cái lò ở đây hỏi chim cái cục gạch thì vô đi rồi khói vô mắt lắm đầu thì ơi ngồi luôn đi lại mất công quá hồi nãy anh đi đâu rồi hả lúc nãy anh đi đâu đi công chuyện này kia thôi chứ có đâu để cho xe ăn trường nó mượn nữa xe đi tới đi lui nó gần đám cưới rồi nhà chạy tới chạy lui rồi nó ra rồi nó mới về hay là nó ở đây lâu rồi ở đây lâu rồi mà mày nãy giờ có gấp cục mày ra chưa bên bển kìa tao còn cục đâu bên đây nha cục mà nãy mày bỏ vô cục bự phải không chẳng tao gấp ra cho của mày quay không nhớ à, có rồi phải của tôi đâu nè tao cũng đâu có bỏ cục bự với mày của mày á mày tôi thấy nhúng cho em ra liền rồi mày vậy đó hả cục bự này nãy giờ tao đâu bỏ vô đâu thôi tôi đâu có ngâm kia đâu nè bỏ cho bỏ con miệng đi thử đi nè nó sắc ngồi sẽ ngọt bố nhỏ mẹ mẹ đi nó thốn nước có gì ngon không ông Tú ăn rồi ăn cục ông Tú có thử rồi nè ông Tâm cắt cho ông kia ăn thử rồi lại phân nữa rồi thì tất nhiên kia nó không ngon rồi đó
thử rồi ăn nè, ông thử rồi mà ăn thử rồi kia ăn lại thử rồi đó. Biết trước giống như đó không ăn ngon. Rồi là ăn thử lại câu cục này với ăn với cái miếng tái tái này thử là ngon hơn. Ăn thử ông mà nhiều khi mà thử nó gà ông hơi buồn chút. Kệ cái gì mình nói thiệt mà, có gì đâu mà sợ. Nó không có ngọt mà nó không có. Bây giờ nhắc nó nhắc. Không có mềm. Đâu vậy mày? Nó không có mềm như vừa tính tới. Dài gì đâu. Cái thằng như nó vừa nó dài rồi, thịt này thịt mới mà đâu có vậy. Luôn cỡ nào lụng nó không dài nè. Không có dài đâu. Khóc rồi. Mềm á, là thịt bò. Đâu có vậy. Mềm. Tại cái này nó cũng chưa chín quá, chín quá. Với bằng sắc tao sớ mà, với đâu phải mà sắc xui. Người đi Bình Dương không quen cô nào hết hả? Có. Có à? Ừ. Có mà biết tới đâu. Nếu mình ơi. Còn quen, còn liên lạc không? Nãy mới đi. Ừ. Nó quê ở đâu? Ở Cà Mau. Cà Mau kế bên, xa xôi gì? Nó ở cuối thì... Nó ở cuối Cà Mau chế, rồi. Chế, lấy hai cái đó gà đi kia. Dạ. Bỏ trước đó nè. Tại cái phần trống nó một cái bọc đường điển nữa nè. Ai bỏ vô chảo nữa. Không bỏ cho bạn có chết. Đâu chấm ăn cái gì chứ bỏ tao ăn. Chưa ai chấm chưa ai ngắt miếng luôn á. Cái này nhúng vô đó được luôn. Lên clip mà quên tém cái tóc mà. À, nhúng hết vô luôn. Trời ơi. Bông điên điển mày có bài ca nữa. Tóc mày đâu có đâu vậy đâu. Dài lắm. Ăn bông điên điển nghiêng mình nhớ đất quê. Người ơi, đi nhung ca cả mà về. Hò ơi, ơi hò. Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa. Từ Vĩnh Tiên qua đây xa quá. Giờ đây nhớ mẹ thương cha. Cà nấu với lậu bộ về cũng tới. Trời, má hồi đó bơi thường với chèo á. Thiên gia. Hồi đó. Hả? Hồi đó đám cưới là người ta đi chèo ghe không? Ông mấy ông anh của chị đi cưới vợ hả? Rồi chứ từng có nghe có nghe ai mà đi bộ từ đây tới Bạc Liêu luôn chưa? Chưa, cái đó nghe. Đi về về luôn nha, đi bộ. Ai rảnh. Ông nội của thằng Trọng ở cái nhà thằng Trọng video vừa rồi á. Ổng là đi bộ từ đây tới Bạc Liêu luôn. Ôi trời. Đi trong ngày không gọi đâu, không tới đâu. Không. Nói chung thì từ tới đâu mệt. Từ đây mệt tới Bạc Liêu thì hơn 50 cây số á cả nhà. Nếu mà đi mình về là hơn 100 cây á. Mà đi bộ nha. Đi nổi đâu nội. Không đi nổi mới ghê chứ. Đi trong ngày không? Thì đi ngày tới, đi sáng đi tới chiều tối tới. Mà đều có phải nghỉ qua đêm bắt đầu bữa sau lội nữa chứ. Nhưng mà mày làm sao trong ngày mà đi mấy, về nội mấy người bộ đội đi bộ đội cách mạng rồi đi đánh trận đúng rồi, đi cần nhớ từ khu này qua khu khác hơi mềm á. Nó hơi nguội quá đúng rồi. Tôi nhúng vô cho nó nóng cái tôi đem ra liền rồi đúng cho lâu chút á. Thôi lâu quá nó chín nhúng không anh nhúng luôn kìa hòm sống ăn được mà tôi hết cho nó nóng rồi. Tôi đưa cho mày cục này nữa kìa. Thôi đưa hoài nè, tôi ăn hết luôn. Ăn nhiều quá. Thôi kể quá hông. Giờ đó giờ tao có ghét mày đâu. Dính chưa? Trời chấm chín, đỏ đâu mà đỏ. Tụng lấy giờ biết có lâu rồi. Cá thịt con trâu rồi tôi ăn được mà với bò mà con chó rồi mấy con kia ăn được. Nó tanh quá hả? Mình thương nó là à. Ừ. Mình thương nó mình không ăn. Cháo này khô quẹt là đúng bạn. Vừa luôn. Đặt lời với cô ba trời hay ha. Thôi nó vô chứ. Cái đó sao kêu bằng cái lời kìa. Cái lợp. Ừ. Cái đó cái lợp hay là cái lợp hả? Lợp cái lợp. Cái lợp mày ơi. Có lọp cái kia, có lọp là lọp tre là riêng mày ơi. Lọp tre dài bự hơn, cái này cái là. Mày ơi nhớ mày luôn, không biết không? Sao mà kiếm bằng cái lọp mà người ta đương bằng bá chút đó mày. Cái thật là nhạy bà cố luôn á. Người ta, biết rồi, người ta sau này người ta chế lại thôi. Người sao cái lọp là vô cái lọp. Sao mà chế lại cái lưới ở ngoài không mà kêu bằng cái lợp. Tại nó hai đầu.
hai y gan như cái lọ lúc trước vậy đó, lúc trước cái lọ che, cái lọ chút che vậy, nói chung đương lá cho mà điều cái kia là, nó có khúc đuôi mình lấy thôi, còn cái này nó hai đầu thôi, sao mà cái người đó lạ. Ở đâu thoát mắt người ta kêu gì, người ta kêu khó ha, kêu gì, người ta nghĩ nhiều khi quan trọng là bây giờ mày mua gì mày đặt kêu dính cá là không thôi, dính thì dính là ít nhiều thôi. Không mà phải phân biệt cái lợ là cái lợ, còn cái lợp là cái lợp riêng chứ. Ăn đi nè, mấy chủng ra nè. Vậy là cái lợp bằng tre, còn cái lợ là bằng lưới. Bỏ lợp. Không gấp được chín nè, bán gì. Còn nó nhóc chân cưng ơi. Nè. Nè cưng nhớ cục này mày xắt ra đi đó. Nè, để tao xắt ra. Chứ nó còn nóng nè. Đó. Con vẫn còn hơi gỉ máu nè, đó là mày làm được đó. Con này mày làm được đó. Xính quá. Mày làm được. Sao mày tới kìa? Đây nè, nó còn gì nè. Đó. Làm được rồi đó. Đó, hết bắt đầu anh đem ra nữa. Trời ơi. Bỏ không? Bỏ vậy chín hết trơn rồi. Chín hả? Cái này đang hồi ngủ cũng mất bỏ vô rồi. Cái của anh kêu á, làm như là chưa. Thôi vậy đem chín không nữa. Tới không nữa. Thì con gái luôn á. Quốc hơi cái đám này chắc này mày cẩu qua nhà ma luôn á nhớ ơi. Có. Vừa nghĩ qua. Chơi thì đủ đồ nghĩ đâu có chơi mà khô máu dữ gì. Ai mà ít mình đâu. Không mà nó hứng chậm. Nó hứng hay là cũng có hứng là chơi ngày mà khô chứ qua ngày sau cũng mệt chết rồi. Ra tại nghe mày nhớ. Là chơi hết nổi rồi. Anh nhớ hồi nhỏ em dễ thương vô cùng. Mày đúng kìa. Tiếp mày nói kìa. Thôi anh cắt cái khúc kia, anh cắt nó bự lắm. Mày nói rồi làm hai phải không? Ừ. Ngô đen quá ha. Còn bỏ ao luôn. Bỏ ao là giống. Nè nè, đem bỏ vô cục đường đi một chút. Lấy tay lại đi. Không, liếc cái. Không. Cái dao nó bén. Người ta liếc bằng cái đầu bài dao này. Dưới cái khu chén á. Không, nó cũng bén à. Nó bén. Không, bén đâu. Bén hơn, bén hơn. Dưới cái khu. Bén, thấy không? Cắt thấy không? Ngọt sớt liền, thấy không? Cái liếc ở đây nó có ba trái mà. Đây, góc nha. Nó cho nó ma sát với nhau á, rồi nó bén liền cái gì. Để nhậu đi nhỉ. Thương lắm đó. Trong thương vợ, vợ chồng làm gì không thương cưng. Thương lắm mới cắn nhau đau vậy. Không, thương lắm mới gấp mồi nhăn. Phải cho mấy chục năm rồi đó. Nay mai bà đi nhậu là bà về cho ông 38 nhát đó. Không. Ý mà cho anh xin miếng ngoài này kia. Ngoài này không, ngoài nào nè, tao bỏ đi tao quậy một bữa một lần cho không đi miếng thôi, miếng nhỏ thôi được rồi. Ông ngoài ngoài này ngoài nào nghe lúc mà ông xỉn vô ông quậy tôi và bây giờ xỉn vô tôi quậy thứ ông có đâu 38 nhát cái chén ngày vô đó chưa? Chưa, vợ đó hả? Thật sà điên, thật sà xin gì ở Trà Vinh á. Mới đây hả? Gì thế ghê vậy ông nội? Bả vợ năm chồng luôn. Vợ quốc chồng 38 nhát. Một búa trên đầu nữa. Bả ghen hay là bả xỉn rượu đó hả? Bả ở nhà bả tổ chức nhậu. Ừ. Nhậu với bốn người đàn ông vậy đó. Ông chồng về. Ông chồng đi làm về. Thì thấy cảnh tượng vậy á thì cũng máu lên. Không, cũng tâm lý thì nó cũng như tâm máu lên. Cứ dạng như là đi làm cực khổ thấy mẹ ở nhà nó ăn nhậu kia kia. Mà cũng nóng chứ. Lôi cha về nhà cái nữa, đúng không? Cái kiểu tâm lý vậy đó. Bốn nhậu bốn chai là ngâm. Không biết có phụ nữ hay không thì vấn đề đó mình cũng chưa biết được. Chỉ là coi trên mạng thôi. Máu lên. Cái chồng không hết, chồng chín gọn rồi. Thịt tái lét chưa? Rồi bỏ lên tôi chuẩn bị chỉ. Chắc ông chồng ổng la nhà. Không không, có ông chồng có không có tỏ vẻ gì hết. Ông chồng thì cũng hơi là không vừa ý không bằng lòng cái kiểu đó rồi mới cuốn đồ đi. Bỏ đi. Nói chung là ổng bỏ đi. Cái bả thấy vậy bả nóng lên, bả cầm búa ổng. Bả xỉn rồi đó, lúc đó bả lên dùng rồi đó. Bả búa ổng. Bố ổng cái hơi ổng cũng không có nhịn luôn, ổng đi luôn. Ổng đi sao mà ổng bỏ gom đồ, bỏ nhà ổng đi. Đi được đoạn cái ổng sực nhớ là ổng không có đem tiền theo, ổng quậy về lấy tiền.
Bây giờ lấy tiền, bả nó rụng quất thêm 38 nhát nữa. Trời đất ơi, trời. Tới nay rồi mà. Tới nay, tới thiệt luôn. Rồi mới đem ra bệnh viện Trà Vinh. Bệnh viện Trà Vinh xong cái dời lên Chợ Gãy. Sao sống nổi, Chợ Gãy thì nói chuyện được vài 3 tiếng cái từ từ người ta đi trả luôn. Về, đi luôn. Cái đó là có khoảng 80% rồi đó. Đâm nát mẹ. 38 nhát trong mình, tim gan phèo phổi banh hết. 80% à. Trên 100% là chết rồi. Chém thôi chứ, chứ không phải là đâm. Đâm mà chắc. Chém mà. Ừ. Chém bằng dao. Ừ. Không chém không chết đâu anh ơi. Chém. Nhưng chém nghĩa là mất máu nhiều. Nó chấn thương bằng ngoài. Ừ đúng rồi, có thể mất máu nhiều. Ra cứu không. Ừ. Đừng nói bị vậy, chém vậy. Đừng nói bị vậy, nó hồi YouTube nó phá em luôn á. Đây là bệnh gì? Nó né những cái từ đó ra. Nói chứ mà chuyện gì vui vui mày nói đi. Ông còn ai không người mai nữa anh à? Còn ai đó? còn không phải cái tuấn. Không phải cái tuấn nè. Ơi cái bà mà bưng cái thao lâu lâu vài bữa mà đi ngang lạnh đó. Cái bà đi ngoài lộ đó. Ủa con kia hồi cái máy rồi kìa, nó bọt chưa? Con nào? Con gái á. Bà ơi. Đồ nhỏ ơi, khôn lắm nè. Có bà đó, bà đó hả? Bự rồi. Cái kì nó xuống đây ăn trời. Ruột heo khìa đó. Khôn lắm nhỏ. Nó lớn mà. Nó lớn chứ. Vì nó ba rồi đó. Nó ba vậy là 9 tuổi rồi. Ừ, 8, 9 tuổi rồi. 8 tuổi rồi. Thằng Hậu Sang bển 7 tuổi học lớp 2 đó. Con Hậu Sang. Thiếu cơm nữa. Vì được mà, thiếu đâu thiếu. Rồi. À, bỏ thiếu. Cần kiên kìa, vô múc miếng này. Múc miếng này cực. Cưng á. Tao làm biết quá mày. Cưng là nó, cưng á. Cưng lắm. Là cục cưng á. Múc miếng con mẹ, con bỏ nhìn trong gót á. Múc chết là không nói thừa. Đừng gõ miệng nha. Biết rồi, ừ. Sao chết được. Nó kỵ, gõ miệng là nó bị tửa cái con dồi, con mẹ. Chết gì vậy? Nó kỵ lắm, đủ thứ gì á. Rồi những người đàn bà. Ông bà tới tháng không? Với đó. Gõ miệng, ông thử ông gõ miệng thôi, nó tựa dầu cho ông thôi. Gõ, tựa dầu, gõ cho ông không chết mà. À, lấy cái ghế nội kia kìa. Đi anh. Bắt cái nội rồi xuống này, nó đang nóng hổi rồi. Nó hết thôi, hết rồi, đem lên nữa. Đem nội xuống đây đi, nó nhúng ông Tú. Đem nguyên cái nội nó xuống luôn đi. Ăn nhúng miếng này nè, cho nó nóng. Gâu tôm nói với ruột bầu, sầm trang và húp gật đầu khen ngon. Trời, hay quá, nhớ biết nói vụ đó nè ta. Chắc bắt trước người ta quá chứ mày không hề biết nói đâu. Mày bắt trước, anh cũng bắt trước nè, mày cũng phải bắt trước không à. Người ta nói rồi. Ừ, trời nào mà tự mà mày sáng phát mà mày làm được câu đó là cái đó mới dữ đó. Mà cái câu đó nói chung ấy, chắc cũng có phải có người trong ngày xưa đó, ta nói. Có, chứ ông bà mình đó người ta nói lộn. Câu hay lắm, nói cái là nhắc đời luôn á. Cái ngắn gọn cũng như có mấy tiếng nói đâu mà vậy mà ta nhớ đời như kiếp đó. Nhớ. Tới đây kết thúc video nha cả nhà ơi. Chào bà con cô bác. Ôi, chúc bà con cô bác mạnh khỏe nha. Rồi nhớ nó con trên đường về rồi nhớ nó còn đi đám thì tiện cho bà con ơi. Hai anh em còn làm khúc nữa hả? Còn rượu không? Còn. Chúc mọi người mỗi ngày là một niềm vui. tôi nói tới lui hết một ngày. Ok, cảm ơn Kiên với anh Tú rất nhiều.